Hello các bạn nha. Thì uh, trong video trước mình có test cho các bạn một cái file backup Windows 10 cái bản 20S2 64 bit mà mình đã cập nhật tất cả những bản cập nhật mới nhất cũng như là cài đặt vào đó một số cái phần mềm cơ bản thông dụng à, để chia sẻ các bạn. Các bạn tải về các bạn chỉ việc bung ra và các bạn xài mà thôi. Mình còn gọi là cái Win ăn liền đó. Thì uh, trong video đó là mình làm theo cái chuẩn UEFI thì có một số bạn là chạy cái chuẩn Legacy ấy, thì các bạn xài không được cho nên các bạn muốn mình là làm thêm một cái bản nữa và làm theo cái chuẩn Legacy thì trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ các bạn tiếp một cái bản nữa chạy chuẩn Legacy luôn thì giờ mình sẽ test thử các bạn xem xem là nó chạy có ok không nếu mà ok thì mình sẽ up lên server và mình cũng vẫn để lại cái link dưới mô tả cho các bạn tải với các bạn trải nghiệm ha thì mình nói trước ấy là trong cái video này ấy, khi mà mình test cho bạn xem á là mình đang up lên server cho nên có thể là tại thời điểm hiện tại bây giờ các bạn vào các bạn sẽ không thấy link tải đâu các bạn sẽ thấy mình để là updating thì uh, tốt nhất là các bạn để đến sáng ngày hôm sau ha nói chung là qua ngày hôm sau các bạn quay trở lại là các bạn sẽ có link tải nha rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn coi ha Hiện tại bây giờ chỗ mình đang mưa khá là lớn cho nên có thể là nó ồn các bạn thông cảm nhé Rồi thì à, mình khởi động mới lại và mình gọi cái boot menu lên Và mình tiếp tục sử dụng cái USB boot có chứa cái bộ cơ hội Ampere Nhưng mà lần này á là mình sẽ tạo cái USB boot theo cái chuẩn là Legacy các bạn nhé Chứ không có tạo theo cái chuẩn là UFI Và mình sẽ cho nó boot vào USB của mình đây Đấy cái dòng này nó không có UFI này Còn nếu vào UFI thì mình phải chọn trên đây này UFI đây mình sẽ chọn vào đây là legacy nha. Rồi enter. Ok các bạn chờ một tí cho nó bút vào USB nha. Rồi mình đã vào được bên trong cái bộ cứu hộ boot ampere. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm là AOMEI Backupper này, vẫn cái cách làm cũ thôi các bạn ha. Ở đây thì các bạn nhìn này, mình đã chép cái file backup này vào trong ổ D của mình rồi. Thì khi mà các bạn tải về á các bạn sẽ có một cái thư mục ở đây là mình đặt là Win 10 này MBR x64 20s2 các bạn mở ra các bạn sẽ có một cái file này Win 10 MBR x64 20s2 cái file này nó có dung lượng là 8.99 g này coi như 9 g ha rồi mình sẽ sử dụng cái phần mềm là AOMEI Backupper mở lên mình sẽ sử dụng cái phần là restore này các bạn Restore Rồi Mình sẽ bấm vào Path Mình tìm đến cái file backup nha ha Ổ D nè Đây MBR đây Mở ra Chọn nó Open Rồi mình chọn Yes Rồi mình sẽ chọn cái file backup này Vào nhấn Next Và mình sẽ chọn lên cái ổ cứng mà muốn bung ra thì hiện tại bây giờ các bạn thấy là cái ổ cứng này của mình này Nó đang là ở cái chuẩn là GBT các bạn Cho nên là mình sẽ không chọn nó để mình bung được đâu Nó đang để là GBT này Do chúng ta chạy uh, Legacy thì bắt buộc ổ cứng nó phải là MBR giống như này này Thì mới được nha Đấy cho nên là tạm thời chúng ta sẽ tắt này đi Và mình sẽ chuyển đổi cái ổ của mình nó sang thành MBR Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm là Army Partition Assistant này Mở này lên Đây bạn thấy ổ mình đang là GBT nha Thì ở đây á Là mình đang xài một cái ổ SD Chỉ để cài Win thôi Cho nên là cái ổ này mình chả dữ liệu gì cả Mình sẽ xóa sạch cái ổ này luôn Và mình convert nó sang GBT Xin lỗi các bạn Mình sẽ convert nó sang MBR Có nghĩa là Legacy Đây này nó đang là GBT này, Mình convert nó sang MBR giống cái ổ USB này. Thì đầu tiên mình chuột phải nó Và mình sẽ chọn đây là Convert to MB Bấm vào đây Và mình nhấn yes Và mình nhấn ok Oh cái phần mềm này Nó là cái bản miễn phí nó không cho các bạn ơi Nó cho Nó không cho chúng ta làm Thì nó ok đi Rồi mình cancel cái này Đầu tiên thì mình sẽ Xóa phần vùng đi trước đi Mình sẽ delete all Partition Và nhấn ok Yes Rồi ở đây thì mình sẽ Chuột phải nó và mình sẽ cho nó là review mbr đi rồi mình nhấn ok rồi mình sẽ chuột phải và mình chọn là cần vật to mbr dit bấm vào đây nhấn ok và mình nhấn apply và mình nhấn proceed yes ok thì giờ bạn thấy là cái ổ cứng của mình đã chuyển sang MBR rồi à, do là cái uh, phiên bản mà Ampere này ấy, nó tất cả đều là miễn phí cho nên nó không cho phép bạn là chuyển một phát một từ GBT sang MBR luôn mà bắt bạn phải là xóa tất cả phân vùng đi rồi nó mới chuyển từ GBT sang MBR cho bạn đấy cho nên là cái này nếu mà bạn nào mà đang xài cái ổ cứng mà có nhiều dữ liệu các bạn nhớ là phải sao chép dữ liệu ra hộ mình nha rồi sau khi xong mình tắt này đi mình sẽ sử dụng phần mềm là Aume Backupper này mở lên mình quay trở lại phần restore đây mình chọn lại cái path tìm lại cái file backup này đây win 10 mbr 64 này đây, nó nằm ở trong cái phần này này hãy mở ra rồi chọn nó chọn yes mình chọn cái file backup này next ở đây mình sẽ chọn cái ổ cứng này đây chọn cái ổ cứng của mình đây MBR này. Mình nhấn next. Và nó báo là nó sẽ chuyển qua như thế này. Thì mình nhấn start restore. Rồi bây giờ cái việc còn lại là chúng ta ngồi chờ các bạn. Thì mình sẽ tích vào chỗ này là restart PC và on complete. Có nghĩa là sau khi mà nó chạy xong nó tự động nó khởi động máy lại. Rồi chúng ta sẽ chờ các bạn nhá, đến khi mà nó chạy xong xem là nó có vào win được hay không ha. ok các bạn thấy đấy sau khi nó bung xong thì cuối cùng nó đã vào win rồi và nó cũng nhận cạc mạng luôn mình bấm yes đó bạn thấy không thì uh, bây giờ cái việc còn lại các bạn cũng làm theo cái đường cũ là vào trong cái setting này rồi các bạn chọn update để nó nhận driver thôi là xong nha bấm check for update để cho nó download driver của máy của bạn về nó cài vào là xong tại vì cái bản này mình làm là mình không có cài driver gì hết chứ nếu mà nếu mình cài driver thì máy các bạn nó sẽ không chạy được đâu bạn thấy không này driver intel driver nvidia này download hết về nó cài vào đó là ngon lành còn ở đây thì mình có cài một số cái phần mềm cơ bản cũng giống như trên cái bản UFI thôi cũng có Audacity có Google Chrome có Office 2019 VLC Media, OBS Studio, rồi Uniki đó. Bây giờ mình chạy thử từng cái cho bạn coi nha, xem nó chạy ok không. Ai Word này các bạn, à, Activate rồi, các bạn không phải cần phải lo gì hết nha, cứ việc xài thôi. Đó, Word 2019, rồi Excel, Activate rồi ha, rồi PowerPoint, đây ok luôn ha. VLC Media Đấy OBS Studio Đó, ok hết ha Rồi Uniki À, Uniki đang chạy ở đây rồi nè Cho nên nó báo đó À, Uniki đang chạy ở đây nè Cho nên nó báo <laughs> Rồi Google Chrome Đó Audacity Đó, chạy hết các bạn nha tất cả đều chạy rất là ngon lành luôn rồi sau khi mà bung ra xong thì à, đây mình kiểm tra ổ C nha đây, nó đang đang chạy driver đang tải driver về đang update driver các bạn nó xanh cái này nó đang update driver đấy gần xong rồi đang update các màn hình này, gần xong rồi đây các bạn coi này ổ C bây giờ nó đang là bao nhiêu 34.9 GB nó cũng ngang ngang với cái bản UFI thôi các bạn nha ngang ngang bản UFI thôi tại vì đây là cái bản win đầy đủ mình không có lực bỏ hết à, cho nên là nó nặng là chuyện đương nhiên thôi các bạn không có gì phải lăn tăn hết nha rồi cái này đến lát mình khởi động mới tính lại thì nó sẽ ổn định lại thôi tại vì chúng ta đang update driver mà Đấy. đó tất cả mọi thứ rất là ngon lành chờ nó update cái driver này là xong rồi các bạn rồi sau khi mà nó chạy update xong này các bạn mình bấm check for update lần nữa nha Đó nó không còn bản update nào hết Thì các bạn thấy là bây giờ nó đã nhận driver card hình của mình rồi nè Đấy, biểu tượng nó nhỏ lại hết rồi đó Rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy tính lại một lần Để cho nó chạy ổn định các bạn nha để Chúng ta làm xong chúng ta nên khởi động máy lại một lần cho nó ổn định nè Ok các bạn đã vào win ngon lành rồi. <laughs> Chạy vù vù. Ui rồi ôi mượt lắm các bạn ơi, thật luôn. Đấy. Thì uh, kiểm tra cho các bạn coi luôn này. Đây. Uh, manage. Đây các bạn. Đây driver nhận đầy đủ rồi ha. Đây, update driver nhận đầy đủ rồi này. Đây là cái driver đặc biệt chính men của mình thì mình sẽ cài thủ công nó một cái. Cái này thì uh, tùy theo main bo thôi à, Mỗi men bo nó có một cái driver đặc biệt riêng Nhưng mà thường thường thì mình thấy là trên Windows 10 ấy Là bạn cài vô là driver nó nhận hết à Không sợ đâu Tại vì cái này cái men bo của mình nhiều khi nó Đây nó bị thiếu cái quỷ này, này. Thiếu cái này xíu thôi không sao đâu Rồi Ok Đó driver đầy đủ ha Cấu hình cấu hiếc gì đó Đó ngon lành hết rồi các bạn Chạy vù vù luôn á Đây này Win Legacy này các bạn coi Disk Management này Đó, nó sẽ có ba cái phần hai phần vùng thôi một phân vùng là system và một phần vùng chứa win thì cũng giống như cái bản win trước ấy là mình làm do lúc mình làm là mình làm trên cái ổ cứng nhỏ cho nên khi mà bung lên ấy, thì cái ổ cứng được mình nó tới trăm tám lận mà lúc mình làm thì mình làm trên cái ổ cứng có 6 g à cho nên nó dư cái đoạn này thì nếu mà bạn mà thấy dư cái đoạn này á có thể là bạn sẽ dùng cái chỗ này để bạn tạo một phân vùng khác để mình chứa dữ liệu còn nếu mà bạn không thích, bạn muốn gộp chung một ổ C luôn ấy, thì bạn sẽ làm như sau này. Bạn chuột phải vào ổ C, bạn chọn là Extend Volume. Bấm Next. Rồi Next tiếp. Finish. Thấy thấy không? Nó gộp chung hết lại một ổ luôn để chúng ta xài cho nó được tối ưu cái ổ cứng của ta nó không có bị lãng phí đi không? em refresh nó cái này đó rộng nó liền ha nó lăn luôn chạy vù vù các bạn ơi tuyệt vời lắm Đấy, driver rồi này kia nhận đầy đủ hết rồi cần phải lo nữa nha đây là Chúng ta coi cái uh, Đây các bạn Windows 10 Pro 20S2 Đây là cái bản mới nhất Mình đã update lên cái bản mới nhất hết rồi Các bạn không cần phải lo lắng hết Cấu hình của mình đây Nhận đầy đủ hết nha đó Rồi mình kiểm tra Activation luôn Activation Đây Activation setting này Đây các bạn Nó đã được activate Kỹ thuật số rồi Vĩnh viễn luôn Các bạn xài thoải mái Phải lo ha Hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới test cho các bạn xem xong một cái file backup Windows 10 theo cái chuẩn là legacy à, thay vì cái bản trước thì mình làm UFI thì bản này mình làm legacy theo yêu cầu các bạn thì à, các bạn thấy rồi đấy chạy khá là ok đúng không chả phải lo lắng gì cả thì à, những cái bản này mình gọi là win 10 mì ăn liền có nghĩa là các bạn không cần mất công ngồi cài thủ công từng liên tí rồi không cần phải kè, lo cài phần mềm đồ này kia đó. cứ bung ra thôi là cứ thế là xài nha thì uh, mỗi một người có nhu cầu xài máy khác nhau cho nên là nếu mà bạn nào mà có nhu cầu chơi game hoặc là cài những phần mềm khác thì các bạn tự cài nhé mình chỉ cài những cái phần mềm cơ bản thôi thì mình uh, sẽ tiếp tục làm thêm phiên bản windows 8.1 và windows 7 nữa để bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ tải với các bạn xài nhé trong uh, những ngày sắp tới mình sẽ làm rồi mình sẽ up cái bản này lên cái server luôn và để lại link cho các bạn tải thì uh, để chắc ăn thì uh, có thể là ngày mai các bạn hãy quay trở lại lên link nhá hoặc là nếu mà bạn nào thức khuya được ấy, thì các bạn quay trở lại lên link nhá rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo bye bye